Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đào Nguyễn. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm bếp từ được sản xuất tại Hàn Quốc. Nếu như mà các bạn đã tìm hiểu về bếp từ rồi thì các bạn có thể thấy rằng là có rất nhiều sản phẩm bếp từ của Việt Nam, bếp từ của Trung Quốc, có hàng của Nhật như là Panasonic, có hàng của Tây Ban Nha như là TK hay Kata, có hàng của Đức, hàng của Ý hay là hàng của Pháp. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một sản phẩm bếp từ đến từ Hàn Quốc, đó là bếp từ Kocher DI336H, một mẫu bếp từ đôi thuộc phân khúc tầm trung. Và mình thấy rằng cái sản phẩm này có khá là nhiều điểm đặc biệt mà mình muốn chia sẻ với bạn, và mình đã mượn về từ hãng để làm review mở hộp và đánh giá chi tiết cho bạn về sản phẩm này. Để mà mua cái sản phẩm bếp từ Kocher DI336H này thì bạn có thể truy cập vào website beplviet.vn để tìm hiểu về sản phẩm, giá bán cũng như là khuyến mãi. Ngoài ra khi mà bạn mua hàng sản phẩm này thì bạn sẽ được tặng một máy hút mùi Kocher K6070S, một mẫu máy hút mùi cổ điển rất là đẹp. Thì bạn có thể truy cập ngay vào website beplviet.vn để tìm hiểu sản phẩm và mua hàng. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mở hộp và xem bên trong chiếc bếp từ này có cái gì đặc biệt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp bếp từ Kocher DI336H, mẫu bếp từ là Made in Korea. Như mà thấy trên hình ở đây là tôi đã có bếp rồi. Bếp này thì là vỏ cắt tông vàng và xen lẫn cái màu xanh đậm này. Ở trên bếp thì sẽ có một dòng chữ tiếng Hàn Quốc. Thực ra thì tôi đã dùng Google dịch để check rồi, thì cái đấy có nghĩa là sự lựa chọn tốt nhất của thiết bị nhà bếp, cũng không gì đặc biệt cả. Chúng ta mở hộp ra xem bên trong bếp thì có cái gì. Đây là thiết kế bên trong của bếp. Kiểu này thì chắc là các bạn cũng đã nhìn quen rồi. Hai bên là hai xốp để chặn và trên là xốp mềm để mà giảm chấn. Đây là bên trong bếp, còn dán tem bảo hành 3 năm. Đặt cái đáy lên xem nào. Thì đây là phần sau của bếp. Trong này thì sẽ có là... ở đây là có một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Một sách hướng dẫn sử dụng này. Ồ, tiếng Hàn luôn. Rất tiếc là nó không có tiếng Việt. Răng dán mặt kính. Và đây là gì? Đây là một con dao vệ sinh. Quá chất chơi luôn. Thì mình cũng hiếm thấy những hãng bếp từ nào mà tặng dao vệ sinh cho người dùng. Thì con dao vệ sinh này cũng rất là đơn giản thôi. Bình thường thì nó sẽ được đặt như này. Còn khi mà bạn sử dụng thì bạn chỉ việc kéo này xuống và đẩy theo góc khoảng 30-45 độ là có thể mà cạo sạch cái vết bẩn trên bề mặt kính của bếp từ của bếp hồng ngoại. Nói chung là Kocher tặng này mình thấy là khá là hợp lý. Bếp từ Kocher DI336H được thiết kế hiện đại với mặt kính ceramic chịu nhiệt rất tốt và khả năng chịu sốc nhiệt cao. Đây là mặt kính cao cấp dành cho bếp từ được sản xuất tại Hàn Quốc. Với chất lượng của mặt kính tốt thì bạn có thể yên tâm cho việc sử dụng bếp an toàn và lâu dài. Bếp được trang bị hai vùng nấu từ, theo đó hai bếp được thiết kế với công suất bằng nhau và có kích thước bằng nhau, tuy nhiên thì sẽ khác nhau một chút về mặt thiết kế. Công suất của mỗi bếp đạt 2000W ở mức số 9 và booster đạt lên 2200W, tổng tải của bếp sẽ đạt là 3600 khi mà bật hết mức công suất của cả hai bếp. Bảng điều khiển của mẫu DI336H hôm nay sử dụng hai bảng điều khiển độc lập với hai thanh slide điều khiển cho hai bếp. Với bảng điều khiển sử dụng thanh slide kéo trượt như thế này thì khi mà bạn sử dụng chỉ cần đơn thuần là bật nguồn, chọn mức công suất là đã có thể sử dụng được rồi. Nếu mà cần cao hơn thì bạn có thể kích hoạt chức năng booster để đun nước nhanh hơn. Về mặt tính năng, mẫu bếp từ Kocher DI336H sẽ có đầy đủ tính năng như hầu hết những dòng bếp từ đã có mặt trên thị trường Việt Nam. Tự động tắt bếp khi không có nồi, cảnh báo nhiệt dư sau khi nấu, tự động tắt bếp khi để quên sau 90 phút, khóa trẻ em an toàn, tính năng booster 2200W trên mỗi vùng nấu, tính năng stop and go hữu ích, hẹn giờ tắt bếp lên đến 99 phút. Như bạn thấy ở trên hình đây là khung vỏ của bếp từ Kocher DI336H. Thì khung vỏ của bếp sẽ sử dụng khung kim loại với một lớp sơn rất là mịn. Cái lớp sơn này giúp cho cái hoàn thiện của bếp rất là tốt. Từng cái đường nét, từng chi tiết cắt đều là được mài rất là nhẵn. Ngoài ra thì cái khung vỏ kim loại này được sơn như này thì nó sẽ giúp bếp cách điện rất là tốt, mà khi bạn sờ vào khung vỏ thì sẽ không cảm thấy nó tê tê hay là bị giật.
Bếp thì sẽ được trang bị hai cái quạt đồng trục đặt hai bên này, và bản thân cái nhựa này nó cũng là nhựa màu trắng luôn, đồng màu với cái phần khung vỏ kim loại này. Bếp thì sẽ có rất nhiều khe thoát nhiệt ở cái hai vùng bảng điều khiển này, ở cả những vùng cuộn gió khá là nhiều, thì việc này sẽ giúp cho cái tản nhiệt của bếp rất là tốt, và đồng thời là nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái việc mà bạn đặt nó ở cái vùng vị trí nào trong bếp, không bị ảnh hưởng bởi cái phần tủ bếp ấy. Ở bếp thì sẽ sử dụng ổ cắm, đây là ổ cắm đôi, bạn có thể cắm trực tiếp vào ổ điện chứ không cần phải đầu nối qua automat bình thường như những dòng bếp khác. Bếp này sẽ có kích thước cắt đá là 715 x 415, bạn sẽ cắt đá cho bếp theo kích thước này, phải đặt bếp vào. Còn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bếp từ Kocher DI336H, mẫu bếp từ được sản xuất tại Hàn Quốc. Ok, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bằng cách sử dụng bếp từ Kocher DI336H. Ở đây là tôi đã có bếp và một nồi nước đi rồi. Đầu tiên để sử dụng bếp thì bạn sẽ bật nguồn. Hai bếp thì nó sẽ giống nhau thôi nhé, nên là tôi sẽ chỉ làm ở bếp bên phải. Nhấn vào biểu tượng hút nguồn bên phải ngoài cùng. Bếp sẽ hiện chữ P0, mức công suất là 0. Bạn có thể chọn mức công suất bất kỳ ở trên này. Ví dụ đây tôi chọn là 5 đi. Đây, mức công suất là 5. Mặc định của bếp thì sẽ là 90 phút hẹn giờ. Tuy nhiên là để nhưng mà thay đổi cái nút hẹn giờ này thì bạn có thể nhấn vào biểu tượng đồng hồ. Sau đó thay đổi thành slide này. Đấy, cái kéo thành slide lên 99 hoặc là về 0. Đấy, ở đây tôi để tùy. Cái thành design này thì cái độ chính xác của nó thì nó không phải tuyệt đối đâu, nên là bạn cứ ấn mức lượng thôi. Ví dụ như là để khoảng đây 30 phút chẳng hạn. Để mà khóa bàn phím thì bạn sẽ nhấn vào biểu tượng khóa trên này, nút khóa, nhấn giữ. Đó, được. Khi mà bạn đã nhấn khóa rồi thì không thể thay đổi được các thao tác nữa. Đấy, cố nhấn thì nó cũng đổ chuông thôi. L0 này. Để mà giải khóa bàn phím thì bạn sẽ nhấn vào biểu tượng khóa. Đó, thì bạn lại có thể thay đổi được các cái mức công suất. Để mà cho bếp lên chức năng booster ấy, cao nhất ấy, thì bạn có thể nhấn vào biểu tượng boost này. Đấy, lúc này bếp sẽ là PH. Có lẽ là Power Hope theo tiếng Anh đấy. Bếp sẽ đun sôi rất là nhanh. Để mà kích hoạt chế độ tạm dừng, bạn có thể thấy ở đây là chữ Stop and Go. Bạn sẽ nhấn vào đấy. Lúc này bếp sẽ tạm dừng đun nấu. Để mà tiếp tục đun nấu thì bạn sẽ nhấn vào biểu tượng Stop and Go này một lần nữa. Lúc này bếp sẽ tiếp tục đun. Để mà tắt bếp thì bạn sẽ nhấn lại về phím 0 hoặc phím nguồn. Ví dụ bạn nhấn vào phím 0, mức công suất sẽ về P0. Nấu tiếp thì bạn có thể nhấn lại phím 0 đó. Đó, lại về P5. Để tắt hẳn bếp này thì bạn sẽ nhấn vào phím nguồn theo từng bếp. Sau khi tắt bếp thì phía trên cái chữ booster này có chữ H là cảnh báo nóng. Các thao tác bếp bên trái cũng sẽ tương tự y hệt như bếp bên phải. Thì đấy là toàn bộ những thao tác sử dụng bếp từ Kocher DI336H. Mình đã test thử công suất của bếp với tính năng booster thì chiếc bếp này sẽ cần 3 phút 13 giây để đun nước từ nhiệt độ thông thường cho đến khi sôi và tiêu tốn hết 0,11 kWh. Các thử nghiệm nấu ăn đối với chiếc bếp này thì mình cũng đã thử nghiệm rồi và thấy rằng là nó không có gặp khó khăn gì khi mà bếp có 9 mức công suất đảm bảo để nấu ăn tốt những món ăn trong gia đình. Không biết rằng là các bạn cảm thấy có điều gì đặc biệt từ chiếc bếp này không? Nhưng mà phải nói rằng từ góc độ cá nhân của mình thì mình thấy nó khá đặc biệt. Đầu tiên ý là cái khung vỏ bếp được hoàn thiện rất tốt. Bạn có thể không nhìn thấy con ốc của hãng luôn vì con ốc của hãng đã được sơn đồng màu với khung vỏ luôn. Thì cái này là mình đánh giá khá cao cái đối tác của phía bên Hàn Quốc của Kocher. Cái thứ hai là các bạn có thể thấy rằng là mặc định hẹn giờ của bếp đã là 90 phút rồi. Mình đã hỏi phía bên Kocher là tại sao có hiện tượng như vậy. Vì họ trả lời rằng đây là yêu cầu bắt buộc của hàng bếp từ sản xuất tại Hàn Quốc. Đó là bếp từ khi bật lên sử dụng nấu rồi là phải hẹn giờ bắt buộc. Để làm gì? Để thứ nhất là để tránh hiện tượng là người ta để quên và gây là cháy nổ, chập điện. Cái thứ hai là để tránh cho việc tiêu hao điện năng do việc mà đun nấu không cần thiết. Thì cái này là mình thấy là sản phẩm bếp từ của Hàn Quốc nó khá đặc biệt, mình muốn chia sẻ với bạn ở cái đặc điểm này. Cái điểm thứ ba đối với cái sản phẩm 336H này thì họ sử dụng xanh slide.
Thanh slide của họ thì không giống như slide của Kata hay là của Chef đâu, nó sẽ kéo từ 1 đến 9. Mà cái dòng xanh slide này nó sẽ kéo một phát từ 0 đến 99 phút khi mà hẹn giờ luôn. Cái này thì mình thấy cũng khá là hay đấy. Nhưng mà đối với những người sử dụng thông thường ấy thì tay của họ, mà đặc biệt là với những người lớn tuổi ấy, thì tay G này khó chính xác lắm. Thế nên là mình nghĩ rằng là nếu như phiên bản sau ấy thì họ để cái con số đấy thành bấm từ 1 đến 9 có lẽ sẽ là hợp lý hơn. À quên, có một cái chi tiết nữa ấy. Theo hãng cung cấp ấy, thì các cái con tụ công suất của chiếc bếp này nó là sử dụng linh kiện của Samsung Electric. Các bạn biết rồi đấy, thì với danh tiếng và cái thương hiệu của Samsung ấy, thì mình nghĩ rằng chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng một sản phẩm bếp từ như là Kocho. Video giới thiệu về bếp từ Kocho DI336H của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu bạn có bất cứ điều gì thắc mắc, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực làm những video chuyên sâu về bếp từ khác. Tôi là Đào Nguyễn, hy vọng thông tin hôm nay đã hữu ích cho bạn.